Rồi thì xin chào anh em, chào anh em mình đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng điện máy Vi, điện máy Vi Store ha. Thì bữa nay em có một cái mẫu máy nén khí độc lạ muốn giới thiệu cho anh em nhằm sử dụng cho anh em mà đang có nhu cầu đầu tư, mình sử dụng trong gia đình cũng như là anh em mà đi làm thợ hay di chuyển, mình có thể dễ dàng mang theo. Bởi thiết kế của nó nhỏ như là một bình ga khí lạnh dành cho những anh em thợ điện lạnh nha. Rồi cùng em tìm hiểu về mẫu này nha anh em. Thì mẫu máy có mã là AC2912SW nha. Về thiết kế thì AC2912SW có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, phù hợp cho anh em mình sử dụng trong gia đình cũng như là anh em mình hay đi công trình làm việc, anh em làm thợ dễ dàng mang dép đi theo. Đây, dây điện thì sẽ được trang bị cho anh em mình một cuộn dây có kích thước dài là 5m nha anh em. Đó, rất là phù hợp và đối với những anh em mà làm thợ nè, anh em vệ sinh điện lạnh, máy giặt thì mình trang bị con này, dây cực kỳ dài luôn. Và dung tích bình thì sẽ là dung tích 12 lít, phù hợp cho anh em mình di chuyển nè. Công suất 1,5 ngựa tương đương với 1250W. Và dòng này sử dụng điện 220, có lực nén là 8kg nha anh em. Ở trên bình anh em mình có thể thấy là máy sẽ trang bị cho anh em mình hai đồng hồ, một đồng hồ lớn là đồng hồ áp tổng, áp bình, và một đồng hồ nhỏ là anh em mình sử dụng để điều chỉnh áp ra, khí ra. Thì anh em mình sẽ điều chỉnh, tăng chỉnh dựa theo cái nút này nha anh em. Thì hiện tại là máy đang được là đầy bình. Và khi mà anh em mình sử dụng những cái mẫu máy nén khí, anh em mình có thể thấy á, là khi mà máy nén lên 8kg thì lúc nào nó cũng sẽ hụt lại nửa ký hết. Đây là nguyên lý tự nhiên nha anh em. Thì do không khí khi mà hút vô, từ không khí bên ngoài là không khí ẩm, tức là không khí nóng, thì vô trong bình nó sẽ được nén lại thành không khí lạnh. Cho nên nhiều anh em thấy sau khi mình xả bình ra sẽ có đá ở trong nữa, đó, đá lạnh. Thì đây là nén lại không khí lạnh, thì vô là chỉ còn khoảng 7,5kg thôi nha anh em. Thì cái vấn đề này không ảnh hưởng gì tới cái nhu cầu sử dụng của anh em mình gì nhiều hết. Cho nên là anh em mình có thể yên tâm sử dụng ha. Rồi, máy là máy nén khí không dầu, cho nên sẽ được trang bị cho anh em mình hai boe để giảm tiếng ồn. Và thiết kế của boe thì cũng cực kỳ chắc chắn luôn nha. Anh em mình sử dụng lâu dài cứ yên tâm. Và một cái điều mà anh em mình cần phải lưu ý khi mà sử dụng những dòng máy nén khí không dầu, về thời gian sử dụng tuổi thọ có thể bền hơn những dòng máy nén khí có dầu, nhưng mà về tiếng ồn, sử dụng một thời gian dài, những con máy nén khí không dầu nó sẽ phát ra những cái ồn khá là khó chịu. Lý do là máy sẽ có bích tông, đó, được trang bị thêm xét măng để tăng lực nén cũng như là cho máy nó nén hiệu quả hơn. Thì về thời gian lâu dài anh em mình sử dụng, miếng xét măng có thể bị rách thì anh em mình chỉ cần thay thôi nha. Và những cái vấn đề mà thay thế đó anh em mình có thể tự làm tại nhà luôn. Gỡ những con ốc đầu này ra, anh em gỡ bích tông và thay xét măng thôi, rất là đơn giản. Và chi phí thay cũng chưa tới 100 ngàn nha anh em. Rồi, dòng AC2912SW cũng như là những cái dòng máy nén khí của thương hiệu Detton thì sẽ được trang bị cho anh em mình một cái đồng hồ điện như thế này. Một cái đồng hồ điện để cho anh em mình có thể thấy được điện áp trong gia đình mình đang sử dụng. Điện 200 cho tới 220 là anh em mình đã có thể khởi động chạy được dòng máy này nha. Dưới 200 máy sẽ không hoạt động và sẽ tự động bật rơ le lên nha anh em để bảo vệ máy nha. Ở đây là những cái chi tiết nhỏ để cho anh em mình có thể thấy được. Đây là công tắc của máy nè, van an toàn. Thì dưới đây là anh em mình gạt lên như vậy là máy sẽ tắt nha anh em. Còn khi mà anh em bật xuống chữ auto thì khi mà máy nén lên 8kg tự động ngưng, và máy xả xuống 5kg là sẽ tự động bơm lên lại nha. Van an toàn, khi mà quá ký thì máy sẽ tự động nó xả nha anh em. Rất là hiệu quả cũng như là rất là an toàn dành cho những anh em mà sử dụng trong gia đình. Thì bây giờ là mình test thử dòng máy này nha. Rồi, thì đối với những anh em mà sử dụng máy nén khí trong gia đình thì cái nhu cầu của anh em mình sử dụng rất là đơn giản anh em. Xịt hơi, thổi bụi và bơm bánh xe, quá là đơn giản luôn. Còn những anh em thợ mà mình sử dụng những con máy nén khí mini như thế này thì nó sẽ phù hợp cho những anh em mà sơn dặm nè, anh em mang vác đi công trình sơn BU cũng như là vệ sinh giàn lạnh, giàn nóng, đó, thổi bụi, phun hơi hoặc là bơm bánh xe, sửa xe, giá ép cũng như là lưu động, làm việc lưu động, thì anh em mình có thể đầu tư con này hoặc là thậm chí lên luôn 30 lít cho nó khỏe hơn nha. Do là dòng này 12 lít và công suất là 1,5 ngựa nó sẽ phù hợp cho những anh em mà làm thợ hay di chuyển hơn nha. Rồi thì máy sẽ được trang bị đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn là ba bánh xe giúp cho anh em mình dễ dàng di chuyển, hoặc là và sẽ đi kèm thêm cho anh em mình một cái khớp nối nhanh như thế này. Và anh em mình lưu ý giúp em là khi mà anh em mình sử dụng những cái con máy nén khí mà khớp nối nhanh đầu rời như thế này, anh em mình phải quấn băng keo non ở đầu máy nha anh em. Đó, do là trong cái khớp này nó sẽ không có ron cao su để giữ hơi,
thì khi mà anh em gắn vô mà không quấn băng keo non thì máy nó sẽ bị xì. Thì lưu ý giúp em là anh em mình cần phải quấn băng keo non lại để anh em mình tránh được cái tình trạng xì hơi trong máy nha. Rồi thì bây giờ là em sẽ cho anh em mình nghe thử tiếng máy khi mà bơm với công suất là 1250W của dòng AC 2912SW này nha anh em. Đó, anh em mình có thể nghe thấy tiếng máy chạy cực kỳ êm ái ha. Đó, và dòng này thì anh em mình sử dụng trong gia đình, là anh em để trong nhà hoặc là anh em mà mang giác nè thì cứ yên tâm, những cái tiếng ồn như thế này nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới khách hàng cũng như là gia đình của mình nha. Anh em nhà có con nhỏ thì xài thoải mái luôn anh em, nó không như những con máy nén khí có dầu á, là anh em mình mặc dù đã được trang bị thêm mua nhưng mà tiếng ồn phát ra cũng rất là lớn nha. Và thời lượng nén của dòng máy nén khí AC2912SW với công suất 1.5 này nó rơi vô khoảng 45 cho tới 50 giây là sẽ đầy bình nha anh em. Anh em có thể thấy nè, nén lên rất là nhanh luôn. Đó, như vậy là đầy bình rồi đó anh em, rất là lẹ ha. Rồi bây giờ là em sẽ gắn vô để mà em test cho anh em mình thử nha. Này thì em không có quấn băng keo non nha anh em. Rồi, ở đây là em trang bị cho mình là một cây súng kinh lưu để phục vụ cho cái việc thổi hơi, thổi bụi. Thì nhớ anh em mà sử dụng những cây súng hơi mà mình có cái đầu ra nó lớn thì cái lượng gió ra nó sẽ yếu đi một xíu. Anh em mà sử dụng để thổi bụi nè, xịt hơi cũng như là mình sử dụng để vệ sinh vàng lạnh, vàng nóng, thổi bụi thì anh em mình trang bị những cây súng mà nó có cái đầu có đường kính nó nhỏ một xíu thì nó sẽ hiệu quả hơn nha, và sẽ cho ra hơi mạnh hơn. Đây, test cho anh em xem. Rất là mạnh nha anh em. Đây. Đó, anh em có thể thấy ha, rất là mạnh, rất là khỏe luôn. Và em sẽ test luôn khả năng bơm bánh xe trên dòng máy này cho anh em xem thử nha. Đây. Ở đây thì đây là bánh xe của AB. Đó, bị mềm nha anh em. Thì bây giờ là em sẽ test bơm hơi lên cho anh em mình xem thử nè. Thì máy là đang chạy nha anh em, do là dòng này thì nó sẽ xuống 5kg và sẽ tự động bơm lên lại thì máy nó sẽ chạy. Cho nên là anh em nào mà sử dụng được cái dòng máy nhỏ như thế này, được một cái là máy sẽ tiện cũng như là phù hợp cho anh em mình đầu tư sử dụng trong gia đình, nhưng mà bù lại thời gian giữ hơi của máy sẽ không bằng những con có kích thước lớn hơn nha anh em. Đó, như anh em có thể thấy nha, bánh xe hồi nãy là em xì đã mềm rồi, thì bây giờ là đã được bơm căng lại rồi nha anh em, và máy đã nạp lại lần thứ hai rồi. Còn đối với những anh em mà sử dụng gọi là chuyên về đồ hơi thì sao anh em? Vẫn ok, máy vẫn có thể đáp ứng được cho anh em mình nha. Dòng này nó sẽ nén cho anh em mình là tối đa 8kg, thì những dòng sử dụng đồ hơi giống như là súng bắn đinh, là súng bắn bu lông nè, hoặc là những con máy rút ri vê bằng hơi, anh em mình có thể sử dụng dòng máy này để đáp ứng cũng như là phục vụ cái nhu cầu công việc của mình cực kỳ tốt luôn nha. Với dòng máy đó thì cái lượng hơi tối đa nó cần chỉ có 5kg thôi, dòng này cho lực nén là 8kg thì anh em mình vẫn có thể sử dụng chung để mà anh em mình sử dụng những cái dụng cụ cầm tay đó nha. Rồi thì sau khi mà xem hết cái video về giới thiệu cũng như là test trải nghiệm cho anh em mình cũng như là cho anh em mình xem rõ về hiệu năng của dòng máy nén khí AC2912SW này, thì anh em nào mà đang có nhu cầu đầu tư và sử dụng dòng máy nén khí mini đầu tư cho gia đình nè, anh em đi công trình hay di chuyển làm thợ thì mình có thể liên hệ với em qua số hotline 0934077765 hoặc ghé cửa hàng điện máy Vi địa chỉ 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để được bên em tư vấn hỗ trợ và giúp cho anh em mình test cũng như là chạy thử về dòng máy nén khí AC2912SW này nha anh em. Còn bây giờ xem hết cuối video rồi, anh em nào thấy hay thì nhớ để lại cho em một like, một share nha anh em. Còn bây giờ là hẹn gặp lại anh em mình ở video kế tiếp nha.